Một đoạn clip mới đây ghi lại thủ đoạn trộm xe giữa con đường đông đúc. Đôi nam nữ nhìn thấy chiếc xe máy SH dựng trên đường, bỗng nảy ý đồ xấu. Sau khi cả hai dừng xe gần mục tiêu, thì cô gái ngồi sau nhanh chóng phá khóa cổ của chiếc xe SH rồi bỏ chạy. Quan sát đoạn clip có thể thấy lúc này, xe nháy đèn khiến cô này giật mình, định bỏ chạy. Nhưng chỉ sau 2 giây không thấy ai phát hiện, cô gái đã ngồi lên xe phóng đi mất hút. Thủ đoạn của đôi nam nữ khiến người xem không khỏi bất ngờ, hoang mang. Nhiều người thậm chí tỏ ra sợ hãi vì nhóm cướp ra tay quá nhanh. Ban đầu cứ tưởng đôi này dừng xe để quay đầu lại, nào ngờ chỉ vài giây đã trộm ngon lành con xe đắt tiền. Tết nhất đến nơi rồi, trộm càng manh động, có của thì cố mà giữ nhé các bác, tài khoản Xuân Mạnh bình luận. Từ trước đến nay, những trường hợp cướp xe chúng ta thường nghĩ ngay đến những thanh niên. Nhưng sau clip này thì chúng ta cần nên đề phòng hơn. Bởi vì dù là nam hay nữ thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là đã mất tài sản của mình rồi. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm được hai đối tượng này.